Ủa, lịch bự nãy cả nhà, quá trời bự luôn. Đây, đây cả nhà ơi, nè cả nhà xem nữa không, con lịch con nào nói chờ bá luôn cả nhà. Hồi sáng mấy đứa cháu đi đi xe đó, thì Nguyên cứ đi theo đó, thì Nguyên quay cho cả nhà trải nghiệm cách xe lịch ở Cà Mau mình đó. Nè, con nào nói chờ bá luôn, bây giờ Nguyên sẽ đổ cho nó ra nhớt rồi Nguyên làm nghe cả nhà. Đó, nhìn con lịch mà thấy ham luôn á cô chú anh chị. Nhiều đây có bốn con mà con nào nó bự, con nội ơi, gần cái ký lô vậy đó. Con lịch nó vàng nghé luôn nè, con này nè. Con này là nó bự, nó vàng. Thấy ham ấy. Ta nói con nào con nấy nó bự gần bằng con lươn luôn á nha. Bự con nội ơi, gần nửa cầm tay vậy. Ăn thấy ham. Thì bây giờ Nguyên sẽ làm lịch và sẽ nấu canh chua. Lát nữa hai cha con ăn nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ Nguyên sẽ dùng cho nha cô chú anh chị, cho củi mình nè cô chú anh chị. Đó cho nè. Đó đây là cách truyền thống nha. Hồi đó tại vì Nguyên thấy mẹ làm lịch hay là lương gì đó, hồi xưa là dùng cho không ở nhà, cho anh làm cho con lịch nó hết nhớt. Đó bây giờ Nguyên bắt đầu vô làm nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ Nguyên sẽ đổ cho vô nha cô chú anh chị. Đây chính là cho nè, cho là cho củi nha cô chú anh chị. Nó rất là bụi luôn á, bụi là bụi củi nha cô chú anh chị. Bỏ cho vô Nguyên làm nữa nha. Trong cây củi nó có cây đinh, củi có cây đinh cái mình ấy bỏ nấu ra thì cây đinh nó rớt ra nó cháy hồn cho á. Đó đây là cách làm lịch ở dưới quê của Nguyên nha. Rồi nó sẽ hết nhớ nha. Rồi bây giờ Nguyên sẽ làm lịch nha cô chú chị. Giờ mình vuốt nó ra là nó không còn nhớt nữa. Đó, nó kêu gắt 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 luôn. Cái nào còn nhớt thì mình lấy cho mình vuốt tiếp. Sạch nhớt luôn nha cô chú chị. Con lịch nó không còn miếng nhớt luôn á. Rất là nhanh, rồi mình đi rửa nước lại một cái. Đó, rồi giờ là con lịch không còn nhớt luôn. Chứ mình không cần phải làm gì khác, cái này là cách làm truyền thống nhanh lẹ. Đó, hai con bự chà bá luôn. Nhớt thì nó sẽ dính vô cho cô chú gì. Xong nó rất là nhanh lẹ. Đây cô chú chị, đó này mình cầm cái đuôi cho nó đẹp nè. Đó bốn con là gần 1 kg nè cô chú anh chị, gần ký lô đó. Đó vậy rồi bây giờ cha Nguyên sẽ nhóm lửa nha cô chú anh chị. Cha Nguyên sẽ trổ tài nấu canh chua. Đây lịch thì em đã làm xong rồi cô chú anh chị ơi. Đó rất là ngon luôn. Hồi nữa mình sẽ nấu canh chua. Canh chua cơm mẻ. Đây cơm mẻ này là lúc mẹ Nguyên còn sống luôn cô chú anh chị. Đó tới giờ vẫn còn. Thì đây rau nãy em rửa xong hết rồi. Đó hai cha con chuẩn bị hết rồi. Đây lịch đây. Thì bây giờ cha Nguyên sẽ nhúng lửa nha. Giờ mình sẽ nấu canh chua. Đó cha Nguyên đó cô chú anh chị. Bữa nay về ăn cơm với cha của Nguyên nha. Rồi bây giờ Nguyên sẽ đập tỏi nha cô chú anh chị. Nguyên sẽ xắt tỏi cho cha sấy qua tỏi. Gió quá gió, mát quá trời mát. Sẽ làm tỏi nha. Nấu dầu chưa?
Rồi cho mình cho bò tỏi vô. Thơm quá. Thơm quá cô chú chị ơi. Cái chặt lịch ra hay để gì cho? Để nguyên con luôn ăn giả ha, ngon. Ngon ấy. Chặt ra nó cứng. Chặt ra nó bị lịch đi cứng nha. Thơm quá. Vô quá rồi. Quá trời ngon vậy. Đã thì chết. Giờ Gia Nguyên sẽ bỏ ớt vô người của chú chị cho nó the ăn cho đã của chú chị. Bỏ cà vô. Bây giờ Gia Nguyên sẽ bỏ đậu bắp vô người của chú chị. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cha con Nguyên mời cả nhà cùng ăn chung với cha con Nguyên nha. Giờ cha sẽ sắc ớt vô nước mắm. Ớt này rất là cay luôn cô chú anh chị. Đó. Hành nước mắm mặn cô chú anh chị. Hương lịch quá trời ngon rồi. Đây. Ồ, nó bị tét rồi cô chú anh chị. Bự nằm ở dưới đây. Đó. Đó cô chú anh chị ơi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ Nguyên mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình của Nguyên nha. Đó bây giờ Nguyên sẽ chan một miếng. Nguyên cúng mẹ của Nguyên nha cô chú anh chị. Mẹ Nguyên thích thích quay clip lắm, lúc còn sống mẹ Nguyên thích quay clip lắm. Ăn miếng đi. Chấm. Ngon quá ha. Tắm nhà cấp rồi. Mình sẽ hát một miếng. Đi miếng nẹt lại cái đường vừa béo. Mẹ ơi, về ăn cơm với con mẹ ơi, chấm với nước mắm. Về ăn cơm với con mẹ, ăn cơm với con với cha nè. Bây giờ thì hai cha con Nguyên xin mời cả nhà nha. Về ăn cơm con nha mẹ ơi, ăn lịch nè, lịch là cha nấu cơm mẹ ngon lắm. Ngon quá. Chấm miếng nước mắm. Mẹ Nguyên mất năm nay nữa, rất gần năm chứ chưa được năm của chú chị. Tết này nữa mấy năm.
Cha Nguyên thì sống với em trai của Nguyên, em út, em trai. Em trai Nguyên đi mặn à. Có cha. Vừa ăn. Thịt bự nãy nè. Thịt bự nãy cả nhà. Quá trời bự luôn. Béo rồi cha. Lịch này nó ngon. Bự không? Mấy nhóc đi xe hay đi. Nó bụng quá trời. Cơm mẹ ơi. Lúc mà mẹ Nguyên còn sống á, mẹ Nguyên thích quay clip chung với Nguyên á. Nhưng mà cô chú anh chị nha, ăn ớt rồi đã, ớt cao cho cài dữ lắm, nhưng nó cài mép ớt mấy món cài ngon, nó hiểu thì cái cài nó không ăn nhưng đâu cài mấy đâu. Gia đình Nguyên ai cũng ăn ớt luôn. Bự đi chăng? Khúc bự đi. Chấm mắm ăn cho đã. Tội lâu mới ăn được đã. Chính là nó cài nó cũng không cài nữa. Ít hột nó ít cài. Cha Nguyễn này mẫn mẫn nè, cho chú gì bữa hổm lúc mà mẹ mới mất đó, cha lo cho mẹ nhiều quá, cha ốm, bữa nay đã đỡ ra con một xíu rồi. Bạc hà, miếng cà không? Chưa đơn giản. Giật quá trời bự. Bốn con ký. Cắm mắm lại. Rất
cơm cho. Cái gì chú chỉ lịch lịch ở dưới nguyên không có thiếu chịu đi xe hồi nhóc dạ mở xe ra kiếm mấy ăn hai bữa dạ xe ngoài này ha đi vô bắt không biết không ở đây ít xe này nên xe là có nhiều mình ít dưới chợ đi chở làm nó gần nước nó cháo nó đục nó vô được nhiều ở trên này có là nhưng mà nó lo ít nhà của chú anh chị nha mấy năm trước mới nói chở những chú đi xe xong mẹ ăn cái chén của mẹ đi.